nhiều tờ báo và trang mạng uy tín tại Algeria đã đăng tải nhiều bài viết về cách mạng tháng 8 của Việt Nam. Nội dung các bài viết tập trung nêu bật ý nghĩa của cách mạng tháng 8 năm 1945 khi khẳng định đây là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tạo cảm hứng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị, trong đó có Algeria. Báo giấy Crécy cũng dành hai trang báo khổ lớn để nói về thành tựu kinh tế của Việt Nam với nhan đề Việt Nam sự bùng nổ về kinh tế trong thời kỳ đổi mới. Cũng nhân dịp này, truyền thông Israel đã có những bài viết đánh giá cao đường lối đối ngoại cũng như những thành tựu ngoại giao và kinh tế của Việt Nam. Bài viết Việt Nam ngôi sao sáng tại châu Á trên tờ Jerusalem Post số ra ngày 30 tháng 8, theo tác giả bài viết, những nền tảng kinh tế chắc chắn sẽ cho phép kinh tế Việt Nam tăng trưởng trở lại trong năm 2021. Cùng ngày, tờ Fox phiên bản Israel cũng đăng tải bài viết dẫn lời của Edward Teeter, chuyên gia kinh tế về ASEAN của hãng nghiên cứu UBS, đánh giá Việt Nam đang bị tổn thất do tác động của COVID-19, nhưng về tổng thể vẫn là một trong những nền kinh tế sáng nhất tại khu vực. Trên chuyên mục sự kiện và bình luận của Al Aram, tờ báo điện tử uy tín hàng đầu của Ai Cập, nhà báo Kamal Gapala đã có bài viết với tựa đề Những thành công lớn của Việt Nam trong ngày lễ Kim Cương, lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh. Bài viết đã nêu bật những thành tựu kinh tế xã hội nổi bật trong chặng đường phát triển của Việt Nam mà tác giả cho rằng rất đáng ngạc nhiên. Báo tiếng Ả Rập Al-Rai đăng tải bài ca ngợi thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam trong 75 năm xây dựng và phát triển đất nước, ca ngợi vai trò của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế. Ngày 1 tháng 9 năm 2020, trang báo điện tử The Diplomatic Society của Nam Phi đăng bài viết về Việt Nam của nhà báo Kay Pana. Trong đó, tác giả nêu khái quát bối cảnh lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945. Bài viết cũng ca ngợi Việt Nam ngày nay, một đất nước phát triển từ một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, thành một trong những nền kinh tế mới nổi năng động nhất toàn cầu.